Ngày 30 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án gồm có 2 bị can tội tổ chức đánh bạc và 9 bị can về tội đánh bạc. 2 bị can tổ chức đánh bạc là vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng sinh 1976 và Bùi Thị Tú Trinh sinh 1983, cùng trú tại phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 9 bị can còn lại có 4 bị can người ở thành phố Tuy Hòa, 4 người ở huyện Phú Hòa, 1 người ở huyện Sơn Hòa cùng tỉnh Phú Yên. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên, chuyên án đã được xác lập từ hồi tháng 9 2021. Ngày 24 tháng 8 2022, ban chuyên án đã huy động 236 cán bộ chiến sĩ từ nhiều đơn vị cùng đồng loạt đột nhập bắt quả tang 22 địa điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề ở 5 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua đó, cảnh sát bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Hùng và 9 bị can tham gia đánh bạc. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật phương tiện gồm trên 2,1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều loại trang sức kim loại màu vàng, một xe ô tô, 7 xe mô tô, một két sắt cùng nhiều tang vật tài sản chứng cứ vi phạm khác.